Chào, chúng con sẽ phóng sanh cho gia đình anh Cường. Xin phép gia đình anh Cường chúng ta cùng tham gia trong chuyến phóng sanh này. Tất cả quý khán giả yêu thương trên toàn thế giới, tận hư không biến khắp pháp giới, mời cả nhà cùng tham gia phóng sanh với chúng con. Bây giờ tụi con sẽ đi tìm cái thuyền người ta đang lú cá dưới sông để nói người ta mua về phóng sanh. Dạ, giờ con phải xuống sông đi tìm người ta đây ạ. Tạm biệt, hẹn gặp lại.